Ba thiếu nữ xuất thân nghèo khó dưới triều tống bị gia đình bán vào nhà chứa Fragrance House do bà T.A.L.L. Cao, Logel điều hành. Susan, Karen Yang e. và Chin Yun, e. Chung trở nên thân thiết hơn trong quá trình luyện tập, trong khi cô gái thứ ba, Fanny, Tung Y, e, đầy tham vọng vẫn giữ khoảng cách. Cuối cùng, trinh tiết của Susan được bán đấu giá và được mua bởi người buôn ngựa lui tin, Elvis Sui, từ Linh An nhưng lui trao Susan cho Chu Chi, Ang, Timothy Giao, một học giả trẻ và thiếu kinh nghiệm. Anh ta đã kết bạn tại nhà chứa và đưa Fanny vào thay thế. Susan và Chiang yêu nhau và Fanny, mặc dù cô ấy được lui bắt làm vợ lẽ, biết rằng Susan là lựa chọn đầu tiên của lui, ngày càng ghen tị với cô ấy. Sau khi Chiang cạn kiệt tài sản và buộc phải rời khỏi nhà chứa, lui mua Susan từ TALL cao và đưa cô về nhà làm vợ lẽ mới. Giờ đây, Fanny tin rằng lui có tình cảm vô bờ bến với Susan và âm mưu trả thù.